حزن منك لك بني لدي بني خلح لأبيو لك Đối với Ken ở phiên bản điện ảnh lần này thì Ken có hai hình ảnh xuất hiện rất là khác biệt với nhau và phải giảm cân rất là nhiều để phù hợp với vai diễn. Và sau đó thì mình phải tăng cân lại. Cái việc mà ăn uống và giảm cân và tăng cân nó phải rất là điều độ và phải tính chính xác ngày luôn. Từ cái giai đoạn mà chuyển hóa cái hình ảnh nhân vật Ken á thì nó chỉ cách nhau có 14 ngày thôi. Cái vai mà sắp chết như thế này á là Thuận phải giảm 20kg hơn để được cái vai ốm nhất, hốc hác nhất. Mình phải nhịn ăn, nhịn uống, thậm chí là không uống nước luôn. Phải xông hơi hơi nhiều để cho cái ký mà nó giảm. Ngày bắt đầu Thuận ép ký là 92kg. Hôm nay Thuận lên diễn vai sắp chết chỉ có 70kg thôi. Còn trong những cái lúc Thuận body đẹp hơn thì trong 2 tuần tới là phải đáp ứng được rất là nhiều giờ chạy bộ nè, nhiều giờ gọi là tập luyện tạ nặng nè, rồi sức bền nè, sức dẻo nè. Thuận nói là Thuận Nguyễn ơi, mình có cái hiệu ứng make up đặc biệt thì em chỉ cần giảm xuống khoảng mấy cân thôi để mà phụ thêm cho cái phần make up đó. Trời đất ơi, chỉ có nói như vậy thôi mà Thuận Nguyễn kiểu như là rất là tâm huyết với lại cái vai này. Và Thuận Nguyễn đã giảm cân rất là nhiều, đến mức báo động luôn. Và tới khi mà quay những cái cảnh mà gần cuối phim á thì thật sự là phải có bác sĩ đi kèm với lại Thuận Nguyễn nữa. Thì những cái thước phim lên thì cực kỳ là chân thật và không cần phải can thiệp về cái sự mà make up đặc biệt, mà chính Thuận Nguyễn đã làm cho cái phong cảnh nó thực sự là thuyết phục. Cảm ơn Thuận Nguyễn rất là nhiều. Nếu mà mình ngồi mình nhìn lại thì thấy nó quá kinh khủng đi. Nên là mình nghĩ là cái việc cố gắng nó tự ý chí nhiều hơn. Và mình cảm thấy là mình phải yêu cái nhân vật này nhiều lắm. Mình phải dốc hết mình vì nó.